để họ không còn có ý định đuổi theo ta được nữa. Trong tháng này liệu cho ra sản phẩm được chưa? Dạ thưa ba, trong tháng này thì không được. Đừng nói là không được, trước mắt cứ làm thử đã, rồi chuẩn bị PR trên báo chuyện sản phẩm mẫu của chúng ta đã thành công. Dạ. Kể từ giờ phải chú trọng việc quảng bá trên báo chí để dư luận đứng về phía chúng ta. Dạ. Trong chuyện quảng cáo sản phẩm đâu có phương tiện nào tốt bằng các cơ quan ngôn luận đâu ạ. Cậu về soạn thảo nội dung PR rồi đưa cho tôi xem. Quản đốc xưởng à, chuyện em nhờ anh hỏi vay ngân hàng tiền đó, tới đâu rồi? Không được ha anh. Dạ. Dạ. Anh đi đâu cả ngày sao không thấy liên lạc gì vậy? Vì có liên hệ với ngân hàng để vay tiền trả lương cho nhân viên nhưng chưa có kết quả. Lương thì để tôi lo. Bằng cách nào? Bằng bất cứ cách nào cũng phải tìm. Không khí nhà máy tệ dữ vậy sao em? Dạ. Trước tiên á là phải lo tiền để trả tiền lương cho nhân viên trước. Nhưng mà bây giờ nhân viên đã chuẩn bị tinh thần gói ghém đồ đạc để đi nơi khác. Nếu như mà tuần này mình không có lương trả cho họ, kiểu này chắc phải đóng cửa nhà máy trước khi mà có sản phẩm mới ra. Không biết nhỏ Vi tính sao đây. Chuyện Vi đã vậy, giám đốc còn tội nghiệp hơn nữa. Ông của ảnh bị như vậy mà. Mẹ tới hồi nào vậy? Mẹ thấy hổng rời con lu bu công chuyện quá, cho nên chắc là không có lo ăn uống gì cho đàng hoàng hết. Chứ sẵn bữa con đưa mẹ chìa khóa đó, cho nên tiện lắm. Mẹ cứ tới mẹ để đồ ăn xong rồi mẹ đi về à. Mẹ buôn bán cả ngày cũng mệt lắm rồi. Công việc liệu có giải quyết tốt không con? Dạ. Con gái, nếu mà con mệt, con cứ nói là con mệt. Đừng có ráng sống mạnh mẽ, lỡ con kiệt sức rồi sao? Mẹ ơi, Vi cầm cái này mà lo chạy lương cho anh em nhân viên đi. Nhưng chú lấy số tiền này ở đâu ra? Anh Hoàng đi thế chấp tiệm của mình để mượn tiền lo cho Vi đó. Chú ơi, chú không cần làm vậy đâu. Coi, thì đây cũng là việc mà chú cùng làm mà. Đâu có ngồi đó ngó không được. Nhưng dù sao, cháu cũng không nhận số tiền này. Tiền lương của nhân viên cháu với anh Thiện sẽ tự lo được. Cháu biết tiệm phở này có ý nghĩa như thế nào đối với chú. Nhận đi. Chú cho mượn, bởi vì chú tin chắc là ông Sang vô tội. Rồi chừng nào ông Sang ra thì trả lại cho chú. Công ty thực phẩm Sky đã dùng ngôn luận để quảng cáo sản phẩm của họ rồi, trong khi tụi mình còn chưa ra cơm cháo gì hết. Họ đã thừa thắng xông lên mất rồi. Cứ như vậy riết, phía bên mình có khi sản phẩm đâu chưa thấy, mà thấy tinh thần của anh em suy sụp hết rồi. Mọi người có mặt đông đủ hết rồi hả?
Vi đã đọc bài báo của công ty thực phẩm Sky chưa? Bài báo gì? Không phải bận tâm gì những bài báo này nữa. Khi ra sản phẩm, chính người tiêu dùng sẽ đánh giá chính xác hơn những bài báo này. Bây giờ thì có tin tốt lành đây. Lương của nhân viên đã được giải quyết rồi. Bằng cách nào vậy? Chú Hoàng cho mượn. Mọi người hãy lấy lại tinh thần đi. Sau cơn mưa trời lại sáng, việc này sẽ được giải quyết tốt thôi. Chúng ta phải tin như vậy chứ. Con cắp hoa đẹp hơn rồi đó. Hay là con đem hoa này về tặng cho ba mẹ của con đi. Dạ thôi. Thì lâu lắm rồi con không về thăm ba mẹ đúng không? Hôm nay đem hoa về tặng cho ba mẹ, ăn với ba mẹ một bữa cơm, xong rồi về lại đây ha. Con đi với anh Khanh được không mẹ? Được chứ. Con cứ gọi điện cho anh Khanh đi, rồi hai đứa cùng đi ha. Em điện thoại cho ba mẹ chưa? Em gọi rồi. Bảo đảm với anh, mình bước vô nhà là ba mẹ bất ngờ lắm á. Em vô trước đi. Anh hút đứa thuốc xong anh vô liền. Dạ. Là ba vợ mình với chú Hải mà. Hai người làm sao quen được với nhau ta? Rõ ràng là có cái gì đó giữa ba vợ mình, chú Hải và cả ba mình. Rõ ràng là có cái gì đó mà. Ăn đi con. Dạ. Các con chờ có lâu không? Dạ, tụi con cũng mới tới à mẹ. Trời ơi, đem mấy thứ này tới tận nhà mình chi? Nhà mình đâu có hợp với mấy cái này. Mẹ con nói á, lâu quá hai đứa không về thăm nhà nên mẹ con gửi tặng. Ủa, ba con đâu? Con không biết nữa. Ngồi đây nãy giờ chứ đâu thấy ba đâu đâu. Gì vậy? Cái người suốt ngày ở nhà rồi tự nhiên hôm nay đi đâu vậy? Trời đất ơi, tới mà không chịu bóp trước vậy? Chào ba. Ba. Mấy đứa nhỏ nó có gọi điện. Nhưng mà tôi nghĩ là đương nhiên ông ở nhà cho nên tôi đâu cần báo làm gì. Mà ông đi đâu về vậy? Đi dạo vòng vòng thôi. Đói bụng ha con? Hai con chờ chút mẹ nấu cơm tối xong rồi ăn liền nha. Dạ mẹ khỏi nấu. Hôm nay gia đình mình ra ngoài ăn đi. Tụi con mời ba mẹ. Đâu có được. Lâu lâu các con mới về để cho mẹ nấu cơm cho các con ăn mà. Dạ thôi, mất công lắm mẹ. Ra ngoài ăn đi. Mẹ đi bán về mệt mỏi rồi còn nấu nướng, cực lắm. Thôi, hai đứa mình đi ra ăn cho tụi nó đi. Nghe. Lâu lâu các con mới về mà. Rồi, ăn. Ăn đi con. Cho con ăn đi anh. Dạ dạ con ăn. Hình như cô có chuyện gì muốn nói với bà. Dạ dạ không à. Ê, hay là một lát được cha con mình uống rượu nha. Ba, ngày mai anh còn phải đi làm nữa đó. Ông này, con nó bận rộn vậy rồi rủ đi uống rượu là sao vậy? Thì thôi, để khi khác vậy. Ăn đi con. Dạ. Anh Hoàng. Sao chú lại làm gì vậy? Tôi đã biểu chú đi làm lại rồi mà.
Chú không nghĩ là chú càng làm như vậy là chú càng có lỗi với tôi nhiều hơn sao? Tôi đã suy nghĩ mấy lần rồi, tôi không tới đó nữa đâu. Tôi còn mặt mũi nào mà tới làm việc nữa hả anh Hoàng? Chú nghĩ khác đi, đừng nghĩ vậy nữa. Thôi giờ nghĩ vậy, cứ cho là chú đang mắc nợ tôi đi. Rồi bây giờ chú đi làm để trả nợ cho tôi, được chưa? Khi chú đã thấy là mình có lỗi thì chú càng phải đi làm. Đi làm việc chính là cách để chuộc lại lỗi lầm của mình. Ha. Trời nắng quá, mình đi uống cà phê không anh Thiện? Vì thật lòng muốn xin lỗi ông và anh Thiện. Sao mà lại xin lỗi hoài vậy? Lẽ ra ngay từ những ngày đầu tiên, Vì không nên đến tìm ông để nhờ ông giúp cho cách làm kinh doanh. Vì nói vậy là sao? Ông tôi bị như vậy đâu phải vì Vi đâu. Là vì Vi đó. Ông chủ tịch Cường làm tất cả những chuyện đó là vì Vi, cho nên ông nội mới ra nông nổi như thế này. Chắc chắn như vậy không sai đâu. Thời gian qua, mặc dù tôi không nói ra, nhưng chuyện Vi tới tìm ông nội tôi, đó là định mệnh. Định mệnh nè. Ba tôi lúc tôi còn nhỏ vì làm ăn thất bại và vì bị cú sốc đó mà đã mất. Ba tôi và mẹ tôi rất yêu thương nhau. Sau khi ba tôi mất, mẹ tôi cũng không chịu nổi cú sốc đó mà đã mất theo ông. Mà lúc đó người làm cho việc kinh doanh của ba tôi bị sụp đổ như vậy chính là ông chủ tịch Cường. Chuyện anh nói có thật không vậy? Bởi vậy ngay lúc còn nhỏ tôi đã quyết tâm, khi lớn lên nhất định tôi phải trở thành một nhà kinh doanh thật giỏi. Nhất định tôi phải nhấn chìm ông chủ tịch Cường. Vậy mà đúng lúc đó thì Vi đã tới tìm ông nội tôi, nói là sẽ quyết đấu với công ty thực phẩm Sky bằng dự án kinh doanh phở. Ông nội tôi và tôi đã nghĩ chuyện Vi tới tìm chúng tôi đó là định mệnh. Vi không nghĩ là anh Thiện lại có nhiều uẩn khúc với chủ tịch Cường như vậy. Mặc dù vậy nhưng tôi không hề căm ghét hay có ý định trả thù ông Cường. Tôi chỉ có ý nghĩ muốn chiến thắng con người đó một cách đường đường chính chính, với tư cách là một doanh nhân. Ông chủ tịch Cường là một người lạnh lùng vô hạn, nhưng ở ông ta có rất nhiều điểm phải noi theo ở khía cạnh doanh nhân. Anh nói có điểm cần noi theo à? Cứ cho là một doanh nhân đi, nhưng ít ra cũng phải giữ lấy đạo lý làm người chứ. Làm người mà không giữ lấy đạo lý làm người, chỉ có một chút tài kinh doanh, như vậy có đáng để được noi theo hay không? Anh Thiện làm Vi thất vọng khi có những suy nghĩ như vậy đó. Tôi biết Vi cũng có những tình cảm không tốt với tập đoàn Sky, mặc dù tôi không biết đó là chuyện gì. Nhưng nếu muốn trở thành một doanh nhân giỏi thì phải lạnh lùng hơn nữa, phải gạt bỏ hết những tâm tư riêng, dồn hết sức lực vào công việc thì mới thành công được. Vi cũng không biết, nhưng Vi thấy ganh tị vì sự dị tha của anh đó. Nếu chắc như anh nói, có lẽ Vi phải từ bỏ cái quyết tâm trở thành một nhà kinh doanh giỏi từ lâu rồi. Tại sao
ba vợ mình lại kính cận với chú Hải như vậy ta? Nhìn cứ như ba vợ mình có tội gì với chú Hải vậy. Giữa hai người có chuyện gì sao? Còn bé Di mà còn kiếm chuyện với công ty Sky và chủ tịch Cường thì những người quanh nó sẽ còn bị thương nhiều hơn nữa. Ông hãy thuyết phục nó nên dừng lại và dẹp hết các việc đang làm đi. Nhớ là không được nói ra chuyện tôi tìm ông đó nghe. Làm sao mà ngăn chặn cái con vị cứng đầu rồi lại được đây? Ủa sao vậy? Nay ăn sơn hào hải vị gì dữ lắm hay sao? Khó tiêu sao mặt kỳ vậy? Baby! Tùng, Tùng đến đây là đúng. Đúng lắm. Ủa, ai vậy ta? À, cô Oanh nè. Bữa nay Tùng trở lại luôn rồi đó. Chuyện đó thì em biết, nhưng mà em không biết anh lấy đâu ra mà liêm sĩ để quay trở lại nơi đây vậy. Cô Oanh, tôi là người kêu Tùng trở lại. Anh Hoàng, vô đây. Đi. Anh Hoàng, anh Hoàng của mình có bị sao không vậy ta? Tôi tưởng anh không có lương tâm thôi, ai dè mặt anh cũng dày quá ha. Mà anh lấy đâu ra liêm sĩ để quay trở lại cái tiệm này làm việc vậy? Vì anh Hoàng là người tốt nên mới kêu anh quay trở lại đây thôi. Nhưng mà không lẽ gì vậy mà anh quay trở lại làm thiệt hả? Sao? Lần này người ta kêu anh lấy thêm thông tin gì nữa đây? Không phải chuyện đó đâu. Không có chuyện đó. Luật pháp đã có quy định cho phép người nào đã phạm tội lần một là không được quyền phạm tội lần hai đâu. Cô Oanh thôi đi. Anh Hoàng à, cả anh cũng vậy nữa. Tại sao anh kêu người này vô làm việc mà anh không nói tụi em một tiếng? Cô Oanh không biết là hoàn cảnh của Tùng nó khó khăn hay sao? Mình là người rất rành hoàn cảnh của Tùng. Mình mà không thông cảm thì ai thông cảm đi? Anh Hoàng, anh không cần phải làm vậy đâu. Chắc tôi suy nghĩ sai rồi. Mặc vô đi. Cậu mà cởi cái tạp dề đó ra khỏi đây là tôi thất vọng về cậu lắm đó. Không, tôi thất vọng tôi nè. Tôi thất vọng vì tôi đã tin tưởng cậu, tin từ xưa cho tới bây giờ và cả sau này nữa đó Tùng à. Cả cô Oanh nữa, từ ra về sau tôi không muốn nghe Oanh nói cái gì về Tùng nữa nghe. Đó là lệnh của tôi đó. Hoàng ơi, thiệt tình cháu thấy cũng lo lắm. Tình hình công ty mình đang khó khăn như vậy, lỡ đâu chú đó lại bán thông tin của mình cho công ty thực phẩm Sky biết thì sao? Chú Tùng sẽ không làm những chuyện như vậy nữa đâu. Nhưng nghe nói chú đó làm như vậy là vì tiền mà. Lỡ đâu bây giờ công ty Sky á đưa tiền rồi đòi thông tin, ai biết đâu được. Hình như là đến giờ cháu phải đi đến nhà máy phải không? Để đó đi, chú lo cho. Đi đi. À, ủa, đang giờ này mà có chuyện gì con hẹn ba ra đây vậy? Dạ, con có chuyện muốn hỏi ba. Chuyện gì? Hôm qua con tình cờ con thấy ba gặp một ai đó. Con thấy ba gặp ai hả?
Dạ, chú đó là bạn của ba con. Ba con với chú mà ba gặp á là hai người bạn rất thân, thân nhau từ lâu lắm rồi. Chắc con nhìn lầm ai đó chứ, ba gặp bạn của ba con làm chi? Dạ con không nhìn lầm đâu, hôm qua con nhìn thấy rõ ràng mà ba. Ba nói thiệt mà. Ba giấu chuyện hai người gặp nhau với con như vậy, coi bộ có lý do bí mật gì ba không muốn cho con biết rồi. Con nói gì ba không hiểu gì hết à? Vì sao ba lại phủ nhận không phải như vậy? Ba, chuyện hai người gặp nhau có lý do gì? Ba nói cho con biết đi. Ba nói cho con nghe đi ba. Hai người làm sao quen với nhau? Rồi hai người gặp nhau có việc gì vậy ba? Khoan, đi yên, ba nhớ là coi. Hôm qua có người đi đường hỏi thăm đường. Hôm qua đó, ba đang đi dạo, có một người ăn mặc rất lịch sự đến hỏi thăm đường ba. Chắc con nhìn vậy con tưởng vậy đó, ha. Thiệt vậy không ba? Ba nói thiệt mà. Sao chuyện lại rối rắm lên như vậy? Mà thằng Khanh sao lại nhìn thấy chuyện đó? Mình đã nói tránh đi với thằng Khanh, nhưng mà vẫn thấy sao? Hay là nói chuyện này cho ông Hải nghe? Không được. Có khi tự nhiên nói ra chỉ làm cho mình bị khó khăn thêm thôi. Cứ giả bộ không biết, cứ chối đi là tốt nhất. Đúng rồi, đừng tự nhiên gãi vô là cái nhọt nó mưng mủ làm chi. Ba vợ mình rõ ràng là đang giấu cái gì đó. Anh Hoàng kêu ổng tới á. Chào chú. Chào Vi. Ủa mà sao hôm nay chú tới đây vậy? Nếu chú còn chút lương tâm, cháu nghĩ chú không nên đến đây nữa làm gì. Chú biết chú trơ trẽn, nhưng vì còn lương tâm chú mới trở lại đây làm việc. Chú muốn chuộc lại lỗi lầm đã gây ra với anh Hoàng, dù chỉ là một chút. Phòng Phương ăn cắp mẫu thiết kế của mình là đúng sự thật sao?
Chị làm cái gì ở chỗ của tôi vậy? Sao tấm hình lại ở đây? Bộ đồ này là do tôi thiết kế mà. Chị làm cái trò vậy? Sao dám lục lọi về máy vi tính của người khác vậy? Tôi hỏi, tại sao tấm hình lại ở đây? Tôi không biết, tôi không biết tấm hình nào cả. Cô không biết gì hả? Thì chắc là nó lẫn ở trong file của nhân viên thiết kế đưa cho tôi. Tóm lại là tôi không biết tấm hình này là của ai hết. Cô chỉ biện minh được như đó thôi sao? Như vậy là chuyện quan cấp mẫu thiết kế của tôi là sự thật phải không? Cô nói cái gì mà vô lý quá vậy? Cẩn thận lời nói của mình nghe chưa? Ai ăn cắp thiết kế của ai chứ? Coi bộ là cô chưa biết thân phận của mình rồi đó. Có chứng cứ như vậy mà cô còn chối nữa hả? Thôi được rồi, tôi không dễ dàng để cô ăn hiếp hoài như vậy đâu. Nếu em làm xong việc rồi thì hai đứa mình cùng về. Anh đợi em tí xíu nha, để em dọn dẹp hồ sơ là. Anh tình cờ đã nghe được hết mọi chuyện rồi. Chuyện gì vậy anh? Có thật sự là em đã lấy cắp mẫu thiết kế của cô ấy không? Anh đang nói gì kỳ vậy? Lấy cắp mẫu thiết kế là sao, em không hiểu gì hết á. Hồi nãy anh thấy cô ấy nói chuyện chắc chắn lắm mà. Thật sự là em không biết chuyện này sao? Bộ anh nghĩ em chỉ có nhiêu đó thôi sao? Vậy là đúng rồi. Cái gì? Nhìn thái độ của em là anh biết em nói dối rồi. Không phải mà anh. Em hãy đi xin lỗi cô ấy đi. Em đã nói là không phải rồi mà. Sao anh lại bắt em phải làm chuyện đó chứ? Chờ chút, anh dọn dẹp xong rồi về. Nè, em sao vậy? À, không có gì đâu anh. Không có gì, sao mặt mày em ủ rũ vậy? Chắc tại em mệt. Anh dọn dẹp xong chưa? Nếu xong rồi thì hai vợ chồng mình đi ăn tối nha anh. Anh sợ anh Hiệp nó chờ. Vậy hả? Vậy thôi, mình mua món gà rán mà con thích, rồi vợ chồng con cái mình cùng ăn nha anh. Ừ, anh dọn rồi mình về liền. Giờ để yên chuyện này đó. Cô Út, chị pha nước cho em tắm nghe. Tôi đã nói là chị không được với phòng tôi rồi mà. Hôm nay tôi có chuyện muốn nói với mọi người. Tôi biết là mọi người đang rất nhạy cảm về việc Tùng đi làm lại. Để cháu nói thiệt với chú, cháu không thể hiểu nổi quyết định của chú đó. Chú hiểu, chú hiểu lòng cháu. Nhưng mà dù ai có nói gì thì chú vẫn giữ ý định làm việc chung với Tùng thôi. Ngay cả khi tụi em không đồng ý sao? Tụi
tôi công nhận là cậu Tùng có phạm phải lỗi lầm trong phút chốc. Nhưng tôi cũng muốn là mọi người đừng quên, chúng ta là những người đã từng ăn chung một mâm cơm, đã từng cùng nhau chia sẻ ngọt bùi cay đắng trong công việc. Nay không lẽ chỉ vì một người có lỗi mà chúng ta không còn nhìn mặt nhau nữa? Thì tôi cảm thấy tiếc trong cái khoảng thời gian chúng ta đã từng đồng cam cộng khổ với nhau. Chúng ta là những người sống chung một nhà, mà gia đình là nơi mà khi có một người có lỗi thì mình phải biết bỏ qua, rồi còn động viên, an ủi cho nhau nữa. Nên tha thứ. Anh Hoàng, nên tha thứ cho Tùng Vi à. Cháu ganh tị với chú quá, và kính trọng sự rộng lượng của chú nữa. Chú có thể cảm thông cho cả những người đã làm lỡ. Thôi, đừng có cho tôi đi tàu bay giấy nữa con. Cháu nói thiệt, cháu ganh tị với chú thiệt đó, không phải nói để nịnh chú cho vui đâu. Nhìn chú, lúc nào cháu cũng thấy chú rất là thanh thản, dường như trong lòng chú không có một cái gì đó gọi là phẫn nộ hay là thù hận. Chú đã từng sống cực khổ ghê lắm, cho nên làm sao mà chú không trải qua những tâm trạng như vậy được. Chỉ có điều chú cố gắng xóa hết. Xóa hết là vì chính mình, chứ không vì cho ai đâu. Đâu, Vi cố gắng làm vậy thử xem. Xóa bỏ hết những phẫn nộ và thù hận trong lòng mình, và làm điều đó là làm cho chính Vi, chứ không cho ai khác hết. Cứ nghĩ như vậy đi, rồi Vi sẽ thấy là Vi làm được cho mà xem. Chú tin mà. Mẹ ơi, con cũng muốn làm như vậy. Con cũng muốn xóa sạch hết những nỗi phẫn nộ trong lòng con, giống như chú Hoàng vậy. Nhưng mà không phải tự nhiên mà được đâu. Sự phẫn nộ trong lòng của con chỉ mất đi khi mà ông Cường, khi con người ấy phải gánh hết tất cả những nỗi đau và bất hạnh, thì lúc đó sự tức giận trong lòng con mới hết được. Tôi đã suy nghĩ cả đêm rồi, chuyện này không thể bỏ qua dễ dàng được. Cô phải xin lỗi tôi. Tụi mình ra ngoài nói chuyện đi. Sao vậy? Nếu trưởng phòng Phương đường đường chính chính thì nói chuyện đâu chẳng được. Nói đây đi. Chị không thấy là nhân viên đang làm việc hả? Chuyện cá nhân thì ra ngoài nói. Nhịn gì, làm việc đi. Chị nói tôi xin lỗi chị. Phải, tôi phải được cô xin lỗi đàng hoàng. Với lại chẳng có việc gì tôi phải xin lỗi cả. Tôi nói cho chị biết, kể từ ngày bây giờ chị không còn là nhân viên của công ty này nữa. Cô sa thải tôi hả? Do có quá nhiều than phiền của khách hàng nói chị là cư xử không được tốt, nên sau cuộc họp nội bộ đã quyết định sa thải chị rồi. Không bao giờ có chuyện đó. Cô tưởng tôi không biết tâm địa của cô hả? Tôi không có tâm địa gì cả. Bởi vậy sao hàng ngày chị không làm tốt công việc của mình đi? Có phải là nhiều lần tôi đã cảnh cáo chị lúc mà chị ngồi vẻ nguệch ngoạc ở gian hàng trong công ty không? Cô tưởng tôi cứ tiếp tục cắn răng
để bị cố hiếp hoài sao? Chị nghĩ gì thì cứ làm đi, mà tôi tin là chị sẽ không làm được. Câu chuyện đã nói xong chưa? Nếu mà xong rồi á, chị dọn dẹp đồ đạc rồi đi đi. Cô ơi, xin lỗi, tôi có thể nói chuyện với cô một chút được không? Hôm qua tình cờ tôi nghe được cô và Phương nói chuyện với nhau. Đầu đuôi ra sao cô có thể kể lại cho tôi nghe được không? Cậu nói như vậy chắc là đã biết chuyện rồi. Trưởng phòng Phương đã lấy cắp thiết kế của tôi và nói đó là thiết kế của cổ. Bộ trang phục công sở lấy cảm hứng từ chiếc áo dài gây tiếng vang mùa vừa rồi chính là thiết kế của tôi đó. Vậy tại sao lúc đó cô lại để yên? Tôi có hỏi trưởng phòng Phương chứ, nhưng mà trưởng phòng Phương nói đó là thiết kế của cổ, ấp ủ từ lúc còn ở bên Pháp lận. Tôi thấy cổ dạng miệng như vậy cho nên mới nghĩ chắc chắn là thiết kế của cổ rồi. Cậu biết không, lần đầu tiên thấy bộ trang phục quá giống thiết kế của mình, tôi bất ngờ lắm chứ. Nhưng mà tôi nghĩ một người đã từng du học ở bên Pháp như cô Phương sẽ không bao giờ lấy cắp thiết kế của người khác. Nhưng mà hôm qua tình cờ tôi thấy được tấm hình chụp bộ đồ thiết kế của tôi trong máy vi tính của cô Phương, tôi mới chắc chắn cô Phương đi ngang qua shop của tôi thấy bộ đồ thiết kế đẹp quá cho nên chụp hình và copy lại rồi. Cô đã thử nói chuyện nghiêm túc với Phương chưa? Mới hồi nãy tôi đi tìm cổ và yêu cầu cổ phải xin lỗi tôi đàng hoàng. Cậu biết cuối cùng sao không? Cô đuổi việc tôi á. Cô nói là Phương đuổi việc cô hả? Rõ ràng cô sợ tôi nói lại chuyện này cho người khác nghe cho nên nhẫn tâm đuổi một người tài ba như tôi ra khỏi công ty á. Thưa ba, các nhà báo có vẻ ngại ngùng về việc cho đăng bài về sản phẩm còn chưa xuất hiện à? Có thiếu gì cách buộc các nhà báo phải đăng bài? Cách là sao ạ? Không lẽ ba phải chỉ con từng chút một sao? Dạ thưa ba, ba nói gì con chưa hiểu ạ. Ông bà mình thường nói, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Nhưng mà cách đó, nếu như con có ý định chỉ bảo ba cái gì đó thì nên thôi đi. Trong kinh doanh không có cách nào gọi là cách không đúng cả. Cách nào làm cho công việc làm ăn của chúng ta thành công thì đó là cách đúng. Bây giờ con nên hiểu điều đó. Thôi con đi ra ngoài được rồi. Vậy thì ý thức đạo đức doanh nghiệp mà ba thường nhấn mạnh bấy lâu nay là gì ta? Cô Phương, cô cứ chờ đó. Cô tưởng tôi sẽ để yên hả? Nhưng mà trả thù bằng cách nào bây giờ? Có thù là phải trả. Nhưng mà trước mắt mình biết thời gian ở đâu cho hết giờ làm đây. Nghe đây. Ai ạ? Dạ. Xin chờ cho một chút. Anh có điện thoại kìa. Ai ạ?
Tôi đâu biết. Là con gái đó. Alo, Ron đây ạ. À dạ, chào chị. Tôi biết ạ. Dạ. Tôi đang tính liên lạc với chị đi ạ. Thôi, chị đừng tới. Tôi sẽ tới chỗ chị. Tôi biết mà. Dạ, vậy ha. Rồi. Hiền, trông tiệm chút nhá. Tôi cũng bận mà. Đi chút thôi mà. Anh Luân. Người gì đâu mà kỳ cục à. Cha, ông chủ tiệm trái cây đi đâu mà dội quá vậy em? Làm sao tôi biết được. Khách ngon miệng. Anh Tùng dạo này thay đổi nhiều quá ha. Lúc trước đâu có chào hỏi vậy đâu. Cô Quanh đừng có ăn vậy. Tôi rút lại thay đổi rồi. Mà dù anh có cố gắng thay đổi cách mấy thì bản chất của con người cũng không thể thay đổi được, đúng không? Gì nữa đây? Dạ không có gì đâu anh. Con gái mà khóc trước mặt con trai có nghĩa là mối quan hệ đó không được bình thường. Không lẽ anh ơi, em đã có con với anh rồi. Nếu mà không á thì anh biết được quan hệ của anh với em rồi. Giờ anh đòi ly dị. Phải làm sao bây giờ hả anh? Nói thật nha, tôi cũng ngán cô lắm rồi. Nè, cầm lấy đi. Cầm lấy coi như là an ủi số phận của mình đi. Ha. Xấu xa, đồ đáng bị trời đánh. Sao lại có thể dứt bỏ người con gái đã sẵn sàng hy sinh vì mình chứ? Hiền làm gì mà lầm bầm một mình vậy? Sao anh không nói gì hết? Chừng nào em mới chịu xin lỗi chị Sanali? Lại chuyện đó nữa. Em đâu có làm việc gì phải xin lỗi chị ấy đâu. Không đúng. Anh thấy chuyện này em cần phải xin lỗi đó. Anh. Em à, ngay cả em mà cũng làm cho anh thất vọng nữa sao? Em đừng để tình yêu của anh dành cho em trở thành như vậy. Em đi xin lỗi chị ấy đi. Và mời chị ấy trở lại công ty làm việc. Anh tin dễ hơn tin em hả? Con sao vậy?
Con cãi nhau với thằng Trường hả? Anh à, chắc là mình phải làm đám cưới cho ông Phương với thằng Trường sớm quá. Sao vậy? Hai đứa nó gây nhau. Mà em nghĩ á, bây giờ đám cưới rồi ở chung nhà, nếu như mà có gây nhau thì cũng dễ làm lành hơn. Thực ra thì con Phương nhà mình tính cũng sắc sảo quá. Chắc là thằng Trường nó sẽ phải nhịn và chấp nhận con Phương đây. Chưa biết à. Thằng Trường thì tốt, nhưng nhiều lúc anh thấy nó cũng khó chịu lắm đó. Con Phương nhà mình cũng sẽ phải chịu đựng thôi. Làm sao anh có thể đối xử với em vậy chứ? Bên công ty thực phẩm Sky đã bắt đầu cho tiến hành sản xuất sản phẩm mới. Chúng ta phải gấp rút lên mới kịp. Dây chuyền sản xuất của nhà máy có vấn đề gì không hả quản đốc? Dạ, tôi đã cho kiểm tra kỹ hết rồi. Hà cho nhân viên của phòng kỹ thuật đi kiểm tra vòng quanh liên tục, xem mùi vị phở có vấn đề gì không. Ừ, Vy đừng lo. Thưa giám đốc, còn lịch quảng cáo giám đốc nói đã lập xong tới đâu rồi? Ông sao rồi? Cũng vậy thôi. Lịch quảng cáo để tôi làm cho. Tạm thời giám đốc cứ tập trung lo việc của ông thôi. Tôi thành thật xin lỗi mọi người. Từ nay trở đi, trong văn phòng của chúng ta nghiêm cấm sử dụng từ xin lỗi nha. Alo. Mẹ ăn thấy ngon không? Ừ. Có chuyện gì mà mẹ đến tận đây tìm con vậy? Mẹ đi thăm một bà cụ sống một mình ở gần đây. Thấy nhớ con nên mẹ điện thoại vậy mà. Con thấy công việc từ thiện rất hợp với mẹ đó. Mẹ thấy công việc này rất có ích. Làm công việc này cũng thấy vui lắm. Nhưng đôi khi mẹ cũng cảm thấy đau lòng lắm con à. Nhất là khi mẹ nhìn thấy những đứa trẻ bị ba mẹ nó bỏ rơi, phải lớn lên trong cực khổ. Những đứa trẻ bị bỏ rơi đó chắc chắn là sẽ lớn dần theo năm tháng, với những nỗi đau và oán hận ở trong lòng. Mong sao những người làm cha mẹ biết được điều này. Những đứa trẻ bị bỏ rơi đó chắc chắn là sẽ lớn dần theo năm tháng, với những nỗi đau và oán hận ở trong lòng. Mong sao những người làm cha mẹ biết được điều này. Chắc trong lòng Vi cũng đầy nỗi đau và oán hận. Khanh biết ba má Vi rồi chứ gì? Họ không phải là cha mẹ ruột của Vi. Anh hai với bé Thủy sống chung với Vi cũng không phải là anh em ruột của Vi đâu. Vi không biết cha mình là ai, nhưng mà nghe nói người cha đó đã nhờ một người ở dưới quê nuôi Vi. Hồi đó trong lòng Vi đâu thấy có hận thù hay phẫn nộ gì đâu. Rồi đột nhiên từ lúc nào đó, tự nhiên thấy Vi thay đổi. Vẫn làm tôi khóc với những nỗi đau của
Ba, chuyện con với Vi, thật sự tình cảm của tụi con rất trong sáng. Ba hãy tin và ủng hộ cho con nhé. Đừng có mà nghĩ đến chuyện gặp con bé nó nữa. Mà cấm, con không được tìm cách gặp nó nữa. Đó là lần đầu tiên ba nổi giận như vậy. Phải rồi, giờ nghĩ lại thấy tất cả mọi chuyện đều không thể hiểu được. Từ chuyện ba đột ngột chuyển sang sống ở làng quê của Vi lúc mình còn nhỏ, ba lúc nào cũng mở rộng lòng với Vi. Rồi tới lúc mình và Vi quen nhau, ba đã sống chết phản đối tới mức đó. Mà sau đó lại cho phép mình và Thủy làm đám cưới. Tất cả đều không thể hiểu được. Ủa mà sao tự nhiên con hỏi lại chuyện này? Dạ, tự nhiên con thấy thắc mắc thôi ạ. Thì ba của con đó, một ngày ba đi làm về, ba nói với mẹ là sẽ đưa cả nhà mình xuống đó sống một thời gian, chỉ một năm thôi. Ba con nói là ở dưới đó thì không khí trong lành, mà con người lại tốt bụng nữa. Trước đó mẹ chưa một lần tới đó có phải không ạ? Thật ra thì khi ba con nói chuyện này, mẹ cũng hơi nghi ngờ một chút. Bởi vì gia đình mình với nơi đó đâu có liên quan gì tới nhau đâu. Nhưng rồi mẹ lại nghĩ là tất cả các con khi còn nhỏ xuống những nơi như vậy sống một thời gian cũng không có gì là xấu cả. Ủa, mà sao tự nhiên con lại hỏi chuyện này vậy? Dạ, tự nhiên thôi. Mẹ đi về cẩn thận nghe mẹ. Khanh. Không hiểu sao mình có cảm giác không tốt. Nhất định mình phải kiểm tra cho bằng được. Không đâu, ba vợ mình sẽ không dễ dàng nói cho mình nghe mọi chuyện đâu. Ngoài ba ra, chắc còn có người biết sự thật nữa. Mẹ đau đâu vậy? Không sao. Con tới có chuyện gì vậy? Dạ, con có công việc gần đây nên tính ghé thăm mẹ một chút rồi con đi. Cảm ơn con. Mẹ bị đau lưng hả mẹ? Nó hơi chặt hông chút xíu. Có cần đi bác sĩ khám không? Hay là mẹ để con chở mẹ đi khám nha. Không sao. Mẹ về nhà mẹ dán miếng salon bát là được thôi mà. Ôi cha, nhưng mà hôm nay là tới ngày mẹ đem đồ ăn cho con Vi. Mà làm gì sao được, mà đồ ăn để thì nó hư hết. Hay mẹ để con đem cho. Đằng nào cũng trên đường con về nhà mà. Con bận rộn quá mà. Dạ không sao đâu, trên đường đi con ghé qua rồi con đi về nhà luôn. Con giúp mẹ nha. Đây mẹ có chìa khóa nè. Con chỉ việc mở cửa bỏ đồ ăn vô xong về là được. Hay là để mẹ điện thoại trước cho con Vi. Khanh nè. Dạ. Không phải con có chuyện gì cần tới đi gặp mẹ phải không? Dạ không có mẹ.
7 tháng sau sẽ được gặp mẹ. Ba Nguyễn Văn Cường và mẹ Kim Lan của con đang rất yêu thương nhau. Ba Nguyễn Văn Cường của con. Ba của con là Nguyễn Văn Cường. Đúng vậy rồi, đúng là ba ruột của Vi. Ba ruột của Vi là trong người Vi có cùng dòng máu với mình đang chảy. Làm sao có thể xảy ra chuyện này? Làm sao? Sao Vi cứ thích làm người ta khó chịu hoài vậy? Nếu Vi ghét Khanh chuyện gì, Vi phải nói ra cho Khanh biết chứ. Vi không có chuyện gì để giận Khanh. Vi chán Khanh. Vậy thôi, tụi mình đừng có gặp nhau nữa nha. Hay là mẹ Khanh lại tới tìm Vi? Không phải như vậy. Vi ghét Khanh. Nói như vậy mà nghe được hả? Sao một sớm một chiều lòng người ta có thể dễ dàng thay đổi như vậy sao? Ngay cả một người phụ nữ đang mang thai đứa con của mình ở trong bụng cũng có thể bị bỏ rơi, bị lạnh lùng. Đó là lòng người. Tụi mình gặp nhau ngắn ngủi như vậy thì cũng là chuyện bình thường, chẳng thấm tháp gì. Khanh có biết không? Có chuyện gì vậy? Vi ngồi xuống đi. Không có thời gian. Có chuyện gì thì nói nhanh đi. Bây giờ ngay cả ngồi bên cạnh Khanh, Vi cũng ghét sao? Khanh đã làm điều gì sai mà Vi lại ghét Khanh đến như vậy chứ? Nếu không có chuyện gì quan trọng, Vi đi trước đây. Khanh đi Pháp. Chúc Khanh đi may mắn. Khanh nói là Khanh đi Pháp mà Vi không có cảm giác gì cả sao? Tại sao lại không có cảm giác? Cảm giác ganh tị. Khanh được sống trong nhung lụa, được ăn học ở những nơi tốt nhất. Vi thật sự thấy ganh tị đó. Vi à, sao Vi lại thay đổi như vậy? Cái gì đã khiến Vi thay đổi nhanh đến như vậy hả Vi? Vi đi về trước đây. Thì ra lúc đó Vi đã biết hết rồi. Bởi vậy mới đề nghị chia tay với Khanh. Vậy mà Khanh không hề biết điều đó, cứ làm khổ Vi. Khanh không biết điều đó.
Trong khi Khanh lớn lên dưới người cha giàu có, không thiếu thốn thứ gì, thì Vi lại ôm nỗi đau bị cha bỏ đi như vết thương trong lòng mà sống. Nhưng mà rốt cuộc người cha của Vi cũng chính là người cha của mình. Ba, chuyện con với Vi, thật sự tình cảm của tụi con rất trong sáng. Ba hãy tin và ủng hộ cho con nhé. Đừng có mà nghĩ đến chuyện gặp con bé nó nữa. Bà cấm, con không được tìm cách gặp nó nữa. Tới tận bây giờ mình mới thấy sáng tỏ lý do ba cứ cố chia cắt mình và Vi tới mức như vậy. Bởi vì cả hai đứa mình đều là con của ba. Vì hai đứa là chị em nên không thể gặp nhau như vậy được. Sao ba lại làm như vậy? Tại sao ba lại làm như vậy? Tại sao? Tại sao? Khanh, chú Út à? Dạ. Dạ có mẹ. Dạ. Dạ mai mốt con đi. Dạ. Bà có bình thường không vậy? Sao bà để cho thằng Khanh tới nhà con Vi? Tôi biết làm sao? Để đồ ăn nó hư hết sao? Ba, cái đồ ăn đó là cái gì đâu? Chắc không sao đâu mà. Ban đầu tôi cũng thấy ngại, nhưng mà nó đã mở lời, nó đưa giùm mình rồi, không lẽ giờ từ chối? Chứ lợi con Vi với thằng Khanh là chị vợ với em rể mà. Vi với cô Thủy có phải là chị em ruột đâu mà chị vợ với em rể. Ba nha, nếu bà biết nghĩ tới con Thủy thì bà phải dần dần cắt đứt quan hệ với con Vi đi. Ông nói vậy mà nghe được hả? Sao lại không được? Ông... Đêm qua nó không về nhà hả con? Dạ không, mà con không có nghe anh nói là anh phải làm đêm nữa mẹ. Con có gọi di động cho nó chưa? Dạ có, nhưng mà anh cũng không có nghe máy nữa.
Phương, chạy đi con, chạy mau lên. Có chuyện gì vậy mẹ? Đêm qua thằng Khánh không có về nhà. Chắc là ảnh đi nhậu với bạn bè rồi ở nhà bạn luôn. Còn không á là làm việc ở công ty rồi qua đêm. Con gọi điện cho ông Trường thử xem Khánh nó có tới chỗ nó không. Mẹ, còn sớm mà. Giờ này nó thức dậy rồi, con gọi cho nó đi. Anh hả? Mới sáng sớm có chuyện gì vậy? Hôm qua anh Khanh có ở chung với anh không? Hôm qua Khanh đi làm về sớm mà. Anh có biết là ảnh đi đâu không? Không biết, vậy thôi nha. Ảnh nói là ảnh không biết anh Khanh đi đâu hết. Mẹ, mẹ đừng có lo nha. Chắc là ảnh uống rượu rồi ở nhà bạn bè thôi. Ít ra nó cũng phải nói với mẹ một tiếng chứ. Con chưa có làm quà cho anh Trường hả? Rồi mà mẹ, anh Trường còn năn nỉ con nữa. Có. Con đừng có ăn hiếp thằng Trường quá. Ít có đứa con trai nào lại biết chuyện như thằng Trường đâu đó. Mẹ, mẹ đừng có lo, con không ăn hiếp ảnh đâu. Thằng Khanh đâu rồi em? Dạ, thằng Khanh đến làm gì ạ? Anh muốn hỏi nó một chút chuyện ở công ty. Chuyện đó thì để lên công ty hẳn hỏi. Mới sáng sớm đã hỏi công việc rồi sao? Thằng Khanh chắc là đang bận sửa soạn đi làm. Có lẽ là bây giờ nó đang đánh răng rửa mặt đó. Mẹ. Sao rồi con? Con vẫn chưa liên lạc với thằng Khanh được hả? Dạ chưa, chuông reo nhưng mà anh không có nghe máy. Không biết có chuyện gì xảy ra không nữa. Mẹ, mình có nên đi báo công an không? Từ từ đã con, mình cứ để thử xem như thế nào đã. Để xem là nó có đi lên làm công ty ngày hôm nay không, lúc đó mình hẳn tính. Khanh sẽ xin lỗi Vi thay cho ba mình. Khanh xin lỗi Vi. Mặc dù Khanh có nói lời này với Vi cũng vô ích, nhưng Khanh vẫn xin lỗi Vi. Xin lỗi vì Khanh đã không biết vết thương lòng của Vi. Khanh thật lòng xin lỗi Vi. Cậu Khanh vẫn chưa trả lời điện thoại nữa hả? Dạ. Cậu này, biết là sáng nay phải đi họp ở phòng ông chủ tịch, vậy mà vẫn đi trễ à? Chắc có chuyện gì xảy ra với Khanh rồi. Chuyện gì? Dạ, chuyện gì thì em chưa biết rõ. Nhưng chuyện gì mà chuyện? Chắc lại say rượu rồi nằm bẹp ở đâu đó chứ gì. Thôi thôi, tôi với cậu đi đi. Cậu Khanh là con trai ông chủ tịch mà, tự ông chủ tịch phải biết làm gì chứ. Không biết người như ông chủ tịch sao lại có thằng con trai như vậy nữa, không biết. Ừ thì kể ra cậu Khanh cũng có nhiều ưu điểm đó chứ. Còn thằng Khanh đâu? Dạ thưa ông chủ tịch, cậu Khanh vẫn chưa đi làm. Chưa đi làm là sao? Tôi nghĩ là cậu Khanh không được khỏe nên không đi làm. Ông chủ tịch không biết sao à? Con đã qua văn phòng của ông Khanh chưa? Mẹ đã dặn con rồi, tới công ty là phải ghé qua đó liền mà. Mẹ biết rồi. Nè nè, qua xem thử xem có ông Khanh không, điền cho mẹ liền nha. Nha con nha. Phương cũng không biết anh Khanh đang ở đâu hả mẹ?
Thằng Khanh làm sao vậy? Tới giờ này nó vẫn chưa đi làm. Dạ, chuyện là vậy nè anh. Nó ra khỏi nhà chưa? Hả? Đêm qua nó không về. Mình làm sao mà lại để? Thôi được, tôi biết rồi. Chừng nào nó liên lạc thì gọi cho tôi biết ngay nha. Trường, con cũng không biết thằng Khanh ở đâu à? Dạ, Khanh cũng không liên lạc gì với con hết. Dời cuộc họp xong buổi chiều đi. Đúng là không còn trách nhiệm gì nữa hết. Ở nhà máy nói sao? Trong hôm nay có nhiều việc phải duyệt để xử lý, mà không biết Khanh có chuyện gì không nữa. Đúng là loạn loạn hết cả. Ông chủ tịch thì làm ầm lên, đòi đẩy thời hạn tung sản phẩm ra sớm. Không hiểu cậu ta lấy gan đâu mà không chịu đi làm nữa. Alo, tôi nghe. Khanh hả? Đang ở đâu vậy? Mọi người đang ầm ĩ phải không? Biết vậy tới công ty liền đi. Khanh không đến được đâu. Sao vậy? Khanh tính đi du lịch mấy ngày. Việc ở công ty Trường giúp Khanh nha. Khanh không có thời gian nói nhiều. Trường cố gắng giúp Khanh nha. Cái gì? Sao tự nhiên lại đi du lịch? Hả? Đi du lịch hả? Ghê, đây tôi. Cậu Khanh hả? Cậu Khanh? Alo? Alo? Hả? Du lịch? Dạ, tôi có thử khuyên can cậu Khanh nhưng... Gọi điện thoại cho nó, kêu về ngay lập tức. Dạ, điện thoại cậu Khanh cũng tắt luôn rồi ạ. Cái thằng thiệt tình. Tạm thời bây giờ, cậu nhận phần việc ở nhà máy và xử lý cho đến khi thằng Khanh nó về. Dạ, nhưng mà chuyện là cậu Khanh đi mà không để lại hồ sơ giấy tờ gì hết. Trưởng phòng là cái gì? Trưởng phòng phải là người quản lý tất cả mọi việc chứ. Mẹ, con ơi, thằng Khanh nó liên lạc về rồi. Thiệt không mẹ? Thiệt. Anh có nói là đêm qua nó ở đâu không? Mà có chuyện gì xảy ra không mẹ? Yên tâm, mẹ nghĩ chắc là không có chuyện gì đâu con à. Nhưng mà ảnh có nói là ảnh đang ở đâu không mẹ? Ảnh đang ở công ty phải không? Sao mẹ không chuyển máy cho con? Nó nói với mẹ là nó chỉ đi du lịch vài ngày thôi rồi về, xong rồi cúp máy luôn. Mẹ cũng chỉ hỏi được có vài câu thôi à. Đi du lịch? Sao tự nhiên lại đi du lịch? Mà ảnh có nói là đi du lịch ở đâu không mẹ? Mẹ không biết, nó chỉ nói vậy thôi à. Con đừng có buồn quá nha. Mẹ nghĩ là chắc nó cảm thấy áy náy quá, nó không dám gọi điện cho con á. Anh Khanh đi làm chưa anh? Chưa. Anh có liên lạc gì không anh? Nó nói đi du lịch mấy ngày. Em xin lỗi. Bây giờ em sẽ đi xin lỗi ngay trước mặt anh đây. Chuyện lần trước, tôi xin lỗi chị. Tôi xin nhận hết. Tôi thành thật xin lỗi chị. Nếu chị muốn tôi bồi thường một cách thỏa đáng thì tôi sẽ xin bồi thường ạ. Dạ.
Nếu mà chị thu xếp lại được á, tôi rất mong chị quay lại công ty và làm việc lại. Dạ. Chị ơi, dù sao đi nữa chị cũng nên suy nghĩ kỹ lại và điện thoại cho tôi lần nữa được không ạ? Dạ. Dạ. Dạ, tôi xin chào chị. Bây giờ anh đã thỏa mãn chưa? Chị nói là chị không có đi làm nữa, chị đi làm chỗ khác rồi. Cảm ơn em vì đã không làm anh thất vọng. Tại sao em lại yếu đuối vậy chứ? Tại sao em lại ngốc nghếch trước mặt anh như vậy? Cô nghe điện thoại tốt lắm đó. Không có chi đâu chị. Cô phải biết giữ bí mật của điện thoại mà nãy tôi gọi cho cô. Dạ, thôi trưởng phòng đừng lo. Công nhân nhà máy sao rồi anh? Không biết có phải vì có lương rồi hay không mà tôi thấy không khí đã lắng xuống hẳn. Nhưng ông chủ tịch Sang phải mau chứng minh mình là người vô tội thì mới có thể lấy lại sự ổn định hoàn toàn được. Giám đốc của chúng ta cũng đang chạy lo khắp nơi, mọi chuyện chắc chắn rồi sẽ ổn thỏa thôi mà. Tôi cũng mong được như vậy. Anh Khoa nè. Dạ. Chúng ta nhất định phải thắng công ty thực phẩm Sky. Bằng bất cứ giá nào chúng ta cũng phải thắng. Tất cả trông chờ vào giám đốc. Tôi đã chịu ơn anh Thiện rất nhiều. Đây là dịp để tôi trả ơn cho anh ấy. Tôi sẽ cố gắng hết sức động viên các anh em trong nhà máy, trong khả năng của tôi. Cháu ơi, tỉnh lại đi cháu. Sao lại thế này? Kìa cháu. Bạn biết làm như vậy không? Mình không biết. Hay để mình chỉ cho nha. Thôi, không có cần đâu. Nè, ngày hôm qua bà không sao chứ? Mình không sao hết.
Bạn học lớp mấy? Mình học lớp 7. Vậy cùng lớp với mình rồi. Mình tên là Vi. Còn mình là Khanh. Cái gì vậy? Chai rượu của ba mình đó. Bạn muốn thử không? Thôi, mình không có uống đâu. Chai rượu này ngon lắm đó. Thôi, mình cứ về đây. Không thôi, ba mình la. Khi nào bạn muốn làm nhóm mình, cứ kêu mình nha. Ừ. Về nơi đâu, cánh diều kia. Về nơi đâu, hỡi tuổi thần tiên. Còn lại như tôi đang đến giữa trời, hay là tôi đã về đâu, về nơi đâu. Thời điểm này là như thế nào? Có thiếu chín chắn mấy thì nó cũng phải biết chứ. Anh à, nhưng mà nếu như thằng Khanh có điện thoại về, anh cũng đừng la nó quá nha. Em nghĩ là chắc là phải có điều gì đó suy nghĩ dữ lắm nên nó mới hành động như vậy chứ. Mình cứ che chở cho nó như vậy, thành ra nó mới... Mà thôi, có nói với mình cũng chẳng được ích gì. Ông vốn là người mạnh mẽ mà. Ông nói là không sao, nhưng nhìn ông có vẻ mệt mỏi lắm. Tôi xin lỗi. Mình đã thống nhất với nhau là không nói câu này mà. Cái gì vậy? Cái này tôi mới tới nhà ông đem về. Đây là quyển sổ ghi chép lại những số tiền mà ông đã cho người khác mượn. Anh đem nó tới đây làm gì? Ông nói tôi cứ giữ để đề phòng sau này. Hay mình thử tìm gặp những người trong quyển sổ này coi xem sao. Mình tìm gặp những người trong đó để nghe họ nói ông đã cho họ vay vốn và lấy tiền lời như thế nào. Vì nghĩ biết đâu mình sẽ tìm ra được đầu mối gì đó. Liệu mình gặp những người đó có giúp ích gì cho mình không? Mình phải thử cái đã. Phải làm hết mức, hết cách anh à. Ba mấy đứa nó nhỏ bị tai nạn mất đi. Một mình chị không biết làm gì vậy đó. Để nuôi tụi nó. Cũng may mà gặp được ông Sang. Ông biết được hoàn cảnh của chị. Ông giúp đỡ. Nhờ vậy chị mới có cái xe bánh mì này. Ông Sang đúng là đấng cứu thế của chị. Sau khi ông em cho chị mượn tiền xong rồi có uy hiếp đòi tiền lãi quá đáng lần nào không ạ? Làm gì có chuyện đó. Cậu hiểu rõ, ông cậu hơn tôi mà. Ông sao phải là người như vậy. Tôi đọc tờ báo mà giật cả mình. Tôi sẽ chứng minh được điều đó. Vậy nếu như liệu ông Sang phải ra tòa, chị có thể kể hết tất cả mọi chuyện nãy giờ trước tòa được không? Đương nhiên rồi. 10 lần mà không phải 100 lần chị cũng nói. Ông cụ không phải là người như vậy đâu. Rõ ràng là bị ai hãm hại rồi. Em cũng nghĩ như vậy. Nhưng bên công an người ta không tin lời tụi em. Mà cũng xui xẻo thiệt. Vừa rồi ông lại có nói chuyện qua điện thoại với giới xã hội đen nữa. Ông cụ vốn là người tốt nên mới cho người ta mượn tiền để người ta hoàn lương làm ăn. Như vậy mới nói chuyện qua điện thoại chứ gì. Dạ tụi em đang tìm cách đưa ông ra. Chắc ông sẽ về nhà bình an vô sự thôi. Tôi nghe nói thằng Lợi nó đi tố cáo ông cụ á. Mà không biết cái thằng đó nó lấy tâm trí đâu ra để làm được cái chuyện đó nữa. Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra với anh ấy hả? Tôi nghe nói vợ thằng Lợi nó bị bệnh gì đó phải mổ. Bởi vậy nó đi mượn tiền hết chỗ này đến chỗ kia. Hôm qua tôi đi mua rau. Nghe nói vợ thằng Lợi nó chọn ngày mổ rồi đó. Nghe nói số tiền mổ này nhiều lắm á.
Vậy chắc là nó mượn được số tiền này ở đâu rồi? Tự nhiên ông ta kiếm đâu ra được số tiền lớn vậy ta? Từ bây giờ mình phải làm rõ điều đó chứ. Tới bây giờ Vi mới bắt đầu nắm được câu chuyện đó. Hiền, cái gì đây? Hiền thích ăn kem mà. Anh đừng đưa mấy thứ này cho tôi. Đi mà lo cho người khác đi. Lo cho người khác là sao? Anh phải rành hơn tôi chứ. Là đàn ông, dám làm thì phải dám chịu trách nhiệm. Như vậy mới đúng đạo lý của con người chứ. Ơ? Chịu trách nhiệm cái gì? Đạo lý là cái gì? Chuyện đó sao anh hỏi tôi? Tại sao bà Hiền lại thay đổi y như quỷ dữ vậy? Lúc trước cũng có dữ, nhưng mà dữ dễ thương kìa. Dễ thương hả? Ừ. Bây giờ ấy, mỗi lần mà Hiền làm gì là tôi cứ ớn lạnh xương sống ấy. Mà Hiền trừng mắt một cái, sợ lắm luôn á. Nhưng mà bà đối với người khác thì sao? Tuyệt đối không bao giờ như thế. Hiền còn cười tươi với khách nữa. Như vậy là chắc chắn là ông đã làm cái gì đó sai. Thì bởi vậy tôi không biết là mình làm cái gì sai, mới nhờ ông dò hỏi Hiền xem nhá. Mấy bữa nay thấy người nó uể oải lắm. Thôi ông cứ cố hỏi giúp tôi đi, rồi tôi sẽ đãi ông gà ác tiền thuốc bắc ha. Gà ác tìm thuốc bắc hả? Hai con á. Bà Hiền, công nhận á, sinh tố bà bán ngày càng ngon á nha. Nếu thấy ngon thì mau trả tiền thiếu đi. Làm như ai giật của bà không bằng. Bà có chuyện giận ông chủ tiệm trái cây hả? Thôi nha, đừng nhắc đến cái ông đó nữa. Vậy là có rồi nè. Ê, 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 ê. Chuyện gì à? Tôi đâu có ngờ cái ông đó lại một người tệ bạc xấu xa đến như vậy. Trời, làm dữ vậy? Ông thì biết gì? Ông có biết là cái ông đó đi làm trò xấu xa để rồi phải bồi thường tiền cho con gái nhà người ta không? Bồi thường tiền? Làm bậy nữa. Là làm gì vậy? Làm sao tôi biết được? Nếu mà là người ngay thẳng á thì mắc gì phải đưa tiền cho con gái nhà người ta chứ. Chẳng qua là tại làm trò xấu xa cho nên phải đưa tiền để bịt miệng. Không lẽ... Cái gì? Trò không đàng hoàng hả? Hiền nói tôi làm trò không đàng hoàng sao? Bà Hiền nói á là thấy ông đang bồi thường tiền cho một con nhỏ đang khóc. Ê, ông làm cái trò xấu xa gì vậy hả? Trò xấu xa cái gì? Ông nghĩ là tôi chỉ làm được ba cái trò xấu xa thôi sao? Tôi không có thấy nên không có nói được. Nhưng mà bà Hiền là bà thấy rõ ràng. Ê mà nè, ông đưa tiền cho nhỏ đó làm chi vậy? Chuyện đó... Sao? Tôi không nói được. Thấy chưa? Vậy là có chuyện rồi. Trời ơi! Chắc tôi điên quá. Tôi đã nói rồi, tôi không làm một cái điều gì hết. Mặc dù là giờ phút này không nói ra được, nhưng mà tôi không làm một cái điều gì xấu xa hết. Bà, ông làm ơn tin tôi đi. Và ông giúp tôi nói với Hiền đấy, giải thích cho Hiền biết. Nha. Nha.
quá. Tôi nói rồi, tôi không có thể nói cho bà biết là ổng làm cái gì, nhưng mà mọi chuyện không có giống như bà nghĩ. Hiểu không? Tin ổng đi. Sao tôi phải tin cái ông đó chứ? Thì tại vì nó... Nè, bộ tiệm của ông không có khách hả? Không, này ế lắm, giờ này cũng không có ai hết trơn á. Vậy thì mau về tiệm ngủ đi, đừng đứng đây nói nhảm nữa. Ông mà binh giật cái con người đó một lần nữa đó, tôi sẽ cắt đứt quan hệ với ông luôn đó. Ông cứ biết vậy đi. Tuổi tác thì có mắt mới gì tới thiết kế quần áo mà chê tôi già chứ. Ai giống Sanoli quá vậy ta? Thôi đi, chắc chị nhìn lộn á. Chứ má anh Hiệp giờ này làm ở trung tâm thương mại mà. Lúc nhìn thoáng qua thấy giống y chang à. Thì đó, tại chị nhìn thoáng qua nó mới như vậy. Sao kỳ vậy ta? Không giống thôi. À quên nữa, bây giờ chị phải đi đây. Cái bà này đúng là bận rộn nhất sớm nè. Anh nhất định phải đi đó nghe. Dạ chị nói thì tôi cảm ơn cái ý của chị, nhưng mà... Nhưng nhị gì? Anh tính ở một mình tới chừng nào hả? Cái lúc xung quanh người ta lo cho mình á thì giả bộ như không biết, cứ đi gặp đi. Gặp mà không chịu thì thôi, chứ có mất mát gì đâu. Nhưng tại cái tánh của tôi vốn nó cũng khù khờ rồi, tôi sợ tôi tới rồi tôi không biết nói cái gì đi chứ. Không nói thì để cho con gái nó nói. Với lại cái cô này lanh lắm, cô nói hết một mình được mà. Anh khỏi phải lo chuyện đó, anh khỏi nói luôn cũng được nữa. Ha, thôi vậy đi, cứ coi như là anh đã chịu đi và hẹn với người ta rồi ha. Anh Hoàng, rồi anh có đi coi mắt người ta không vậy? Tôi không biết. Chị Quanh tính im lặng về hoài sao? Anh nói gì vậy? Tôi biết hết rồi. Tôi biết chị thương anh Hoàng từ trước tới giờ. Thôi nha, tôi đang bực mình lắm á, đừng có đổ dầu vô lửa nha. Chị đừng có như vậy, chị phải tích cực hơn. Tôi sẽ giúp chị. Giúp tôi thiệt hả? Thiệt hay chơi vậy? Mấy người đến đây làm gì đây? Chúng tôi có một số thắc mắc muốn hỏi. Nghe nói tiền viện phí, tiền mổ này kia của vợ anh là một số tiền không nhỏ. Không rõ anh có số tiền đó ở đâu ra. Mắc gì tôi nói, chị nói mấy người. Anh có biết thế nào là tội vu khống không? Vu khống gì? Vu khống gì? Nếu người ta không có tội mà anh nói là có tội thì đó gọi là tội vu khống. Nếu như anh đã nhận lời của ai mà tố cáo vu khống cho ông tôi. Ê, nha, bây giờ mấy người ăn hiếp tôi phải không? Tôi không ăn hiếp, mà tôi chỉ muốn nói sự thật. Nếu như tôi làm sáng tỏ ông tôi vô tội thì anh phải vào đồn công an, rồi ai sẽ lo cho vợ anh khi quấy đang bị... Ê, tôi nói mấy người biết nha, rõ ràng là tôi bị đe dọa nha, rồi bị mấy thằng xã hội đen của cái ông già đó đánh tôi nữa. Anh suy nghĩ kỹ lại đi. Nếu như anh dừng lại ở đây thì tụi tôi có thể thông cảm cho hoàn cảnh của anh. Đi! Mấy người đi hết đi! Tôi nhờ anh giúp đó, tôi năn nỉ anh đó,
Anh biết mà, ông của tôi không phải là hạng người như vậy. Anh là người biết rõ hơn ai hết mà phải không? Nghĩ đến em chút xíu nào hay sao? Ở nhà máy đang làm ầm lên đòi xin chỉ thị sản xuất lẹ, mà cái cậu Khanh này không biết bao giờ mới chịu xuất hiện. Tôi về rồi nè. Cậu đi đâu về vậy hả? Trưởng phòng có nhớ em nhiều lắm không? Tại không có cậu mà cả nhà máy đang loạn lên hết kìa. Ồ, vậy sao? Được nghe nói không có mình mà việc không chạy, thấy mừng hết lớn. Khanh có chuyện gì vậy? Có gì đâu, thấy mệt mỏi cho nên muốn đi đổi gió chút đấy mà. Con có phải là đứa biết suy nghĩ không? Bây giờ là thời điểm thế nào mà con lại tự ý đi du lịch? Công việc của công ty đối với con giống như một chuyện đi picnic của đám trẻ cho ai à? Con xin lỗi. Nếu như con còn hành động kiểu này một lần nữa thì sẽ không còn trả con gì hết. Từ giờ con sẽ cẩn thận. Đi đi. Khanh có biết Trường đã lo lắng tới mức nào không hả? Bộ Khanh vẫn còn con đấy hay sao mà Trường lo lắng? Khanh đi đâu, làm gì mà bây giờ mới về vậy? Khanh đi vòng vòng, hết chỗ này đến chỗ kia. Tóm lại Khanh cứ như là ma. Trường nè, Trường làm giúp Khanh hết những công việc mà Khanh đang làm dở dang nha. Cái gì? Khanh nói gì? Làm giúp hết công việc của Khanh ở công ty là sao? Khanh muốn rời khỏi công ty. À, mà nói chính xác là Khanh muốn rời khỏi ba. Khanh muốn nghỉ việc ở công ty hả? Khanh không muốn và thấy nhục nhã gì là con trai của Nguyễn Văn Cường. Khanh... Từ giờ trở đi, Khanh chỉ muốn cuộc sống của mình là Nguyễn Trọng Khanh, chứ không phải là con trai của ông Nguyễn Văn Cường. Muốn vậy thì trước hết thì phải nghỉ việc ở công ty rồi. Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì vậy? Mai mốt đi. Mai mốt Khanh sẽ kể hết cho Trường nghe. Còn bây giờ Trường đừng hỏi gì hết. Chuyện Khanh nghỉ việc ở công ty, Trường giữ bí mật giùm Khanh nha. Chỉ hai đứa mình biết thôi. Khanh về trước đây, Trường ráng giúp nói trưởng phòng giúp Khanh. Trưởng phòng thì được rồi, nhưng còn ông chủ tịch chắc sẽ làm ầm lên quá. Trường lo giùm luôn chuyện đó nha. Mẹ lo nhiều lắm phải không mẹ? Con biết như vậy mà con đi được hả? Con xin lỗi mẹ. Anh, bộ anh chưa quên hết thiệt sao? Em hỏi là bộ anh chưa quên hết chuyện tình cảm giữa anh với chị Vi hay sao mà lại bỏ nhà đi du lịch, không nói cho em biết một tiếng nào hết vậy? Không phải gì đâu. Giờ hình ảnh Vi không thể nào đi vào lòng của anh được nữa. Em đừng lo chuyện đó.
Giờ anh chỉ có một mình em thôi. Có thiệt không vậy? Tụi mình ra ngoài ở riêng với em. Anh muốn hai đứa mình có cuộc sống thoải mái hơn. Nhưng ba mẹ buồn thì sao? Không sao đâu. Tụi mình ra ngoài ở riêng, em không muốn sao? Dạ không. Nơi nào có anh thì ở đâu cũng được hết. Tạm thời chuyện này sẽ là bí mật, chỉ có hai đứa mình biết thôi nha. Mẹ đâu biết ba là con người như thế nào phải không mẹ? Mẹ đáng thương của con, suốt đời sống mà không biết con người thật của ba là gì. Con tắm rồi đó hả? Dạ, để con pha mẹ một ly trà nha. Trà con trai pha cho, mẹ uống thấy ngon hơn. Con xin lỗi mẹ. Chuyện đơn giản như vậy mà con cũng không làm cho mẹ thường xuyên được nữa. Con nói là không có chuyện gì, có thiệt không đó? Làm gì có chuyện gì với con hả mẹ? Tự nhiên không muốn làm việc công ty nên con bỏ trốn vậy mà. Mẹ cũng thấy đó, từ hồi con đi Pháp về tới giờ con toàn làm việc không à. Mà vốn công việc này đâu có thích hợp với con. Thì ra là con vất vả quá hả? Nhưng mà bây giờ thì không sao rồi mẹ. Từ giờ trở đi sẽ không còn chuyện gì mệt mỏi đâu mẹ. Con nói vậy là sao? Thì con chỉ nói mọi chuyện như vậy thôi mẹ. Mẹ lúc nào cũng phải khỏe mạnh nha mẹ. Mẹ phải giữ hình ảnh của mẹ bây giờ mãi mãi nha mẹ. Còn nói giống như là người sắp đi xa vậy. Hôm nay mình tìm gặp những người này nghe họ nói chuyện đi anh Thiện. Ừ. Không biết có phải vì tìm được nhiều nhân chứng để giúp ông trước tòa hay sao mà Vi cảm thấy yên tâm lắm. Đúng lý ra mình đâu muốn ra tới tận tòa đâu. Dạ, tôi Thiện nghe đây ạ. Dạ, đồn công an ạ. Dạ. Dạ, dạ, tôi biết rồi. Dạ, dạ, tôi sẽ tới ngay đây ạ. Dạ, dạ. Có chuyện gì vậy anh? Ông nội tôi được thả rồi. Nghe nói là anh Lợi khai ông nội tôi không có tội. Tất cả những gì hắn nói đều là sai sự thật hết. Có thiệt không anh? Thiệt. Thiệt hả? Anh tự làm mình bị thương, rồi cũng tự mình tới bệnh viện để lấy giấy xác nhận. Dạ. Tại sao làm chuyện đó? Thấy ông cụ nhiều tiền quá, tôi ghen tị. Số tiền mà ông cụ có, cả đời tôi làm cũng không ra. Anh có biết là lời tố cáo tầm bậy của anh đã gây cho con người lớn tuổi này biết bao nhiêu cực khổ không? Tôi xin lỗi. Tôi đáng chết. Bác, thời gian giờ rồi là mắc khổ nhiều quá. Hồ sơ chúng tôi đã chỉnh lý xong,
Thành thật xin lỗi bác. Bây giờ bác có thể ra vậy. Đội thằng này làm y như con nít. Ông có sao không? Ông không sao hả con? Ông cực lắm không? Ôi tụi con còn cực hơn ông gì. Chuyện này nói một mình anh làm không thể nào tin được, phải có ai xúi giục anh không đó? Dạ không có đâu. Cái này thật ra thì có mình tôi à. Tôi tự nghĩ ra, tôi tự lên kế hoạch luôn. Thôi mình đi ông. Chú ơi, vợ anh này bị bệnh nặng lắm. Tôi thì không sao đâu. Có gì chú giải quyết sớm cho anh về. Bác cũng thiệt. Vậy chứ bác không căm ghét con người này sao? Ghét là người ta ghét cái tội, chứ ai ghét con người. Ông ơi, tội con đáng chết. Con đáng chết ông ơi. Con thấy có người nào đó xúi giục anh Lợi đó quá. Việc còn lại cứ giao cho công an người ta giải quyết. Mình còn nhiều việc phải làm lắm. Ông ơi, ông thấy sao vậy ông? Phải đưa ông tới bệnh viện mới được. Thưa bác sĩ, ông tôi có sao không ạ? Ông nghỉ vài ngày là sẽ khỏe thôi. Ông ơi, tạm thời ông cứ nghỉ ngơi đi nha, đừng suy nghĩ gì hết. Dạ chào bác sĩ. Ông nói là ông không có sao mà, cho ông về đi. Tại con không an tâm nên mới như vậy thôi. Còn công việc thì sao? Dạ, đã có cô Vi coi giúp giùm nên không có vấn đề gì đâu ạ. Vậy thì may quá. Mà ông đã nghe bác sĩ dặn rồi đó nha. Ông cứ nằm ở đây nghỉ ngơi, đừng có suy nghĩ gì nhiều hết nha ông. Nghe tin ông nội của giám đốc Thiện xuất viện, tất cả các anh em nhân viên đều lên tinh thần dữ lắm. Anh kiểm tra thật kỹ quá trình sản xuất ra sản phẩm, nếu có vấn đề gì thì liên lạc cho em ngay. Từ bây giờ trở đi cô Vi khỏi lo việc ở nhà máy nữa, chỉ lo chuyện ở văn phòng thôi. Tới bây giờ thì em đã thấy mọi chuyện đúng là quay trở lại chỗ của mình. Chuyện còn lại bây giờ chỉ làm cho ra sản phẩm mà thôi. Alo, tìm sửa xe máy nghe. Ủa, em hả? Nè, giờ này em đang bận ở trung tâm thương mại mà, sao gọi điện cho anh được vậy? Em chỉ muốn biết anh đang làm gì thôi hả? Nè, em đang ở ngoài đường hả? Đâu có. Sao anh nghe có tiếng còi xe? Chắc anh nghe lộn thôi. Anh à, em đang có khách, vậy thôi nha anh. Nè. Rõ ràng người trong tiệm mai ngoài phố bước ra giống Sanali mà. Không lẽ rồi bây giờ biết đi đâu nữa để tiếp tục giết chết thời gian đi, hay là ghé về nhà chơi với thằng Hiệp? Không được, lỡ anh bảo phát hiện thì sao chứ. Trời ơi, không lẽ bây giờ đi coi phim nữa sao trời. Chị nghỉ làm ở đây lâu lắm rồi, anh là chồng mà không biết chuyện đó hả? Tại sao vậy Út Mận? Em có thể nói với anh là em nghỉ làm mà.
Dạ chị cho em hỏi, tiệm trái cây Lưng ở đâu ạ? À, chị cứ đi thẳng vô chợ là tới liền. Dạ em cảm ơn chị. Chị tới gặp chủ tiệm hả? Chị cũng biết anh Lưng hả? Ờ, cũng sơ sơ. À, tôi biết là xen vào chuyện của người khác là vượt quá giới hạn, là không có nên. À, chắc là bây giờ ông đã tỉnh lại rồi đó. Tôi có nói với ông là nếu mà làm chuyện gì không có đúng á thì phải biết chịu trách nhiệm. Ông đã nhột lắm rồi. Chị nói vậy là sao? Trò gì mà phải chịu trách nhiệm? Thôi, chị cứ biết vậy đi. Chắc là bây giờ ông đang ở tiệm đó. Xin lỗi, chị có phải là chị Hiền cùng kinh doanh chung với anh Lân không ạ? Cô cũng biết tôi nữa hả? Anh Lân kể nhiều về chị lắm. Cái ông đó mà cũng kể về tôi nữa hả? Chị nhớ giúp đỡ anh Lân em nhiều nha. Ảnh là người tốt đó chị. Đến nước này mà cô còn nói tốt cho ông nữa hả? Không biết là cái ông này đã giỡn trò gì nữa đây. Giỡn trò là sao? Chị nói... Anh Luân là nhà tài trợ của quỹ em. Lần trước gặp ảnh, em khóc là vì chuyển lại tin bé Phượng bị bệnh máu trắng. Tình hình bệnh ngày càng trầm trọng cho ảnh. Nói một hồi em khóc lúc nào không biết. Anh Luân vẫn đóng góp đều cho quỹ của em đó chị. Cả lúc đó ảnh cũng góp cho Phượng 1 triệu đồng lận đó chị. Anh Luân kể chuyện chị Hiền lúc đi hoạt động từ thiện. Ảnh nói là đang làm việc với chị, khen chị là người tốt nữa. Vậy ra không phải ảnh làm trò xấu xa với cô gái đó, mà đang tài trợ cho những người nghèo. Mày đang tưởng tượng gì vậy Hiền? Thôi chết, bây giờ biết tính sao đây? Tính sao đây? Tôi nghe nói Hiền gặp cô Vân rồi. Sao lại như vậy chứ? Nếu mà có chuyện gì á, anh cứ nói thiệt ra đi. Bộ anh muốn biến người ta thành một kẻ ngốc hả? Hay là anh muốn làm điều tốt để rồi lên mặt với tôi? Không có đâu, Luân không muốn biến Hiền thành kẻ ngốc đâu. Thiệt tình Luân không biết, không muốn nói chuyện này cho ai biết hết á. Mắc cỡ lắm Hiền ơi. Nếu mà muốn làm điều tốt á thì không cần phải kể cho bất kỳ ai nghe chứ gì. Tôi không có ý nghĩ lớn lao như vậy đâu Hiền. Hiền giận tôi vì tôi chưa kịp nói cho Hiền nghe hả? Đương nhiên rồi. Lúc nãy trên đường đến đây tôi đã nghĩ kỹ lắm rồi. Tôi đang nghĩ nếu mà bây giờ có ai mời tôi đi chơi, tôi sẽ đồng ý liền đó. Hiền nói thiệt hả? Ừ, vậy thì hay là tối nay mình đi coi phim đi ha. Ừ, để tôi dọn xe rồi về ha. Dọn xe về đâu ba? Ừ, chú Mạnh. Ừ, ba đến đây có việc gì vậy ba? Ủa, làm gì hai người hố quản à? Chứ gọi cô điện thoại à. Giữa hai đứa này thấy nó bốc mùi sao? Ủa? Ủa ông nói bốc mùi gì ở đâu? Thì con Hiền với thằng bán trái cây đó. Tôi nghi ngờ lắm mà. À, giữa hai đứa này nó có chuyện gì đây nè? Ồ. Ồ, nếu được vậy thì tốt quá. Ừ. Tôi là tôi ưng cái cậu mà chủ tiệm bán trái cây đó lắm ạ. Ông, hay là mình cho hai đứa tụi nó thành đôi đi ông. Ông, cũng tới lúc mình phải để cho con Hiền nó đi là được rồi. Nó còn trẻ quá, tội nghiệp nó mà. Tôi không quan tâm, bà tự lo lấy. Trời ơi, như vậy thì tốt quá. Chị vẫn tin là ông cụ không có tội mà.
Đúng là ông trời có mắt. À, ông bác có khỏe không? Dạ anh Thiện đã đưa ông đi bệnh viện. Ông nói là không sao nhưng anh Thiện lo lắm. Đúng rồi, tuổi tác ông cụ đã cao rồi, làm sao mà biết trước được cái gì sẽ xảy ra. Tốt nhất là bác nên đi vô trong bệnh viện rồi khám tổng quát như vậy thì hay hơn. Anh Thiện anh sẽ làm như vậy đó. Chú, tìm phở ở nhà có chuyện gì đặc biệt không? Ông chủ mình sẽ đi hỏi vợ đó. Có thiệt không hả chú? Chú cũng còn đang suy nghĩ nha. Cháu thấy chú đi tìm đâu xa làm chi, tìm ở gần gần nhiều khi tốt hơn á. Đúng đó, tôi cũng đồng ý ý kiến đó đó. Chán mát dơ còn nhiều quá. Chị tính để cho chú Hoàng đi hỏi vợ thiệt hả? Chị biết làm sao? Chị đừng để nước tới chân rồi mới nhảy. Phải giữ lại chứ. Tôi hứa sẽ giúp chị rồi mà. Tụi mình coi phim này đi. Thôi, thôi. Phim hành động đánh đấm ghê lắm, tôi ghét lắm. Ê, coi phim này đi. Tình cảm khóc lóc này thấy không? Tôi ghét nhất là mấy bộ phim khóc lóc ỉ oi á. Thôi, coi phim này đi. Thôi, coi cái phim gì mà coi xong nó động lại trong người một tí thì mới hay chứ. Coi phim hành động xong rồi á, động lại biết bao nhiêu nào. Coi xong là cảm thấy hả, mát ruột mát gan liền à. Thôi, không coi phim hành động đâu, ghê lắm. Thôi được, ai muốn coi phim gì á thì coi đi. Mày đi. Em mệt lắm không? Trời ơi, bao nhiêu công việc tụi nhân viên dành làm hết, em có làm gì đâu mà mệt. Em là quản lý chứ bộ. Em à, thiệt ra hôm nay ở tiệm anh đông khách lắm. Thiệt hả anh? Em chưa ăn gì đúng không? Hai vợ chồng mình đi ăn nha. Sao lại tới chỗ mất tiền này hả anh? Em thích ăn ở đây mà. Hôm nay anh muốn đãi em một bữa thiệt ngon. Mình vô đi. À, anh ơi, em hết thích ăn chỗ này rồi. Em biết có một chỗ ngon lắm. Vợ chồng mình tới đó đi anh. Thôi mà, đã tới đây rồi, thôi mình vô đi. Em nói là em không thích nữa rồi mà. Đi đi anh.
ngon lắm đó anh. Em đâu có thích mấy cái quán vậy đâu. Ủa sao em biết quán này vậy? Tại vì em đi ăn với cấp dưới nên biết đó mà. Thôi mình vô đi anh. Anh ơi, anh sao vậy anh? Mọi người nhìn cái anh. Kệ họ, vợ anh ôm chứ bộ. Anh ơi, hôm nay có chuyện gì hả anh? Không có chuyện gì hết á.